Phần bảo vừa phương lai sau khi đứng Như Lai diện đồ, nếu có người nghe kinh diệu pháp liên hoa nhận đến một bài kệ một câu một niệm tùy hỷ đó, ta cùng thủ khi đạo vô thường chính đẳng chính giác cho. Nếu lại có người tu trì đồng tùng giải nói biên chép kinh diệu pháp liên hoa nhận đến môn bài kệ đối kinh điển này cũng kính xem như và các thứ cúng vàng hoa hương chuối ngọc hương bột hương xoa hương đốt lòng lúa tràng khoan đi phục phí nhàn. Nhận đến chăm tay cung kính giờ phương nên biết các người trên đó đã từng cùng vàng mời muôn ứng phân cho các đấng phân thành tựu chí nguyện lớn vì thương con chúng sinh mà sinh vào nhân gian. Giờ phương nếu có người hỏi những chúng sinh nào ở đời vì Phật nên chi các người trên đó ở đời vì lai ăn được làm Phật, vì sao nếu có gà tiền nam người tiền nữ nào ở nơi kinh văn hoa nhận đến một câu thu thì đồng tùng giải nói viên chép ca thơ cũng dạng kinh quyển hoa hương chuối ngọc hương bột hương xoa hương đốt lòng lùa tràng khoan y phục kỳ nhà chấm tay cùng kinh người đó tất cả trong đời đều nên chiêm hưởng trùng phùng. Nên đem đồ cúng dạng Như Lai mà cúng đó phải biết người đó là Bồ Tát lớn thành trong đạo vô thượng chính đẳng chính giác, vì thương xót chúng sinh mà nguyện sinh trong đời để rộng nói phân biệt kinh diệu pháp liên hoan. Hướng lại người tròn hay thủ trì và các thứ cúng dường vừa phương nên biết người đó từ bỏ nghiệp bao thanh tịnh sau khi ta diện đồ vì thương chúng sinh mà sinh nơi đời ác rộng nói kinh này. Nếu người thiền nam người thiền nữ đó sau khi ta diện đồ có thế riêng vì một người nói kinh pháp hoa nhận đến một câu phải biết người đó là chữ của Như Lai đức Như Lai trai làm việc của Như Lai huống là ở trong đại chúng rộng vì người nói vừa phương nếu có người ác dùng tâm
không lành ở trong mồ kim hiền, ở trước phần thường chê mắng phần tội đó còn nhẹ. Nếu có người dùng một lời giữ chê mắng người tại gia hay xuất gia, đồng tùng kinh pháp hoa tội đây rất nặng. Vừa vừa có người đồng tùng kinh pháp hoa phải biên, người đó dùng đức trang nghiêm của phần từ trang nghiêm mình. Thời đường Như Lai dùng vai mang vang, người đó đến đâu mọi người nên nương theo làm lễ một lòng chấp tay cung kinh cung vàng. Con trong người thiên hoa hương chuối ngọc hương bột hương xoa hương đón lòng nhiều tràn quan y phục đồ ngon trôi các thơ kỳ nhà đồ cúng bậc thượng của trong loài người mà đem cúng vàng cho người đó. Nên cầm hoa bao trời mà rải cúng đó, nên đèn đóng bao trên trời dẫn cho đó. Vì sao người đó hoan hỷ nói pháp dây la, nghe pháp liền đường rộn rao vô thường chính đẳng chính giang vậy. Bây giờ đến Thế Tôn muốn khuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng, nếu phần đạo thành tựu trí tự nhiên thường phải chuyên cúng dường. Người tu trì pháp hoa có ai muốn mau được nhận thiết chúng trí tuệ, nên tu trì kinh này và cúng dường. Người trì nếu người hay tu trì kinh diệu pháp liên hoa, nên biết là chư phần thương nhớ các chúng sinh. Những người hay thu trì kinh diệu pháp liên hoa, xa bỏ cõi thân tình thương chúng, nên sinh đây phải biết người như thế. Chỗ muốn sinh tự tại ở nơi đời an này, rộng nói pháp vô thường nên đem hoa hương trời và y phục báo trời đông bao tôn trên trời. Cũng nhà người nói pháp đời ảnh sao ta diệt, người hay trì kinh này phải chấm tay lệ kinh như cung giang Thế Tôn. Đồ ngon ngọt quận thường và các món y phụng cung giang phần tử đó mong được dây lắng nghe. Nếu người ở đời sau hay thu trì kinh này, ta kiên ở trong người làm việc của Như Lai. Nếu ở trong môn kiếp tường ôm lòng chẳng lành đó mặn mà mắng phong mắt vô lượng tội nặng, có người đồng tụng trì kinh diệu pháp hoa này. Dây la dùng lời mắng tội đây lại hơn kia, có người cầu phần đạo mà ở trong mồ kiếm chấp tay ở trường ta. Dùng vô số kệ khen do vì khen phần vậy được vô lượng công đức khen người người trì kinh. Phước đây lại hơn kia trong tám mươi ấn kiếp, dùng sáng thanh tối diệu và cùng hướng về tung cung vàng. Người trì kinh cung vàng như thế rồi mà đường trong lắng nghe thời nan tự mừng vui tay ta được lời lớn dưỡng vương nay bảo ông. Các kinh của ta nói mà ở trong kinh đó pháp hoa tồn thư nhấn lung bây giờ vẫn lại bao ngày dưỡng vương đại bồ tát. Kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ưng đã nói hiện nói sẽ nói, mà ở trong đó kinh pháp hoa đấng là khó tin khó hiểu. Giữa vương kinh này là
tạng bí yếu của ca đấng hoàng chẳng có thể chia bùa vòng trao cho người. Kinh đây là của ca đấng vẫn giữ gìn từ xưa đến nay chưa từng bày nói, mà chính kinh này khi Như Lai đương hiện phải còn nhiều kẻ oán ghê muôn là sao luân phần diệt đồ vừa vương nên biến sau khi Như Lai diệt đồ người nào có thể biên chém thu thì đập tống cúng vàng về người khác mà nói. Thời được Như Lai lấy chùm đó lại được ca đứng phân hiện tại ở phương khác hỗ trì cho người đó có sức tinh lớn và sức chi nguyện càng sức căn lành phải riêng người đó cũng Như Lai ở chung. Được đứng Như Lai lấy tay xoa đào vừa vương nơi nơi chỗ chỗ hoàng nói hoàng đồng hoàng tùng hoàng xếp hoàng cho có quyền kinh này đều nên dựng tháp bằng bài tư báo cho tổng cao rộng đêm để chẳng cần để xa lời. Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân của Đức Như Lai rồi, tâm đó nên dùng tất cả hoa hương chuối ngọc lòng lùa tràn phán khi nhà ca tùng để cúng dường cúng kính tôn trọng người khen. Nếu có người thấy được khóa mà này mà lệ lại cúng dường phải biết những người đó đều gần đạo vô thượng chính đẳng chính giác vừa vương cô rằng nhiều người tại gia cùng cưng gia làm đạo bồ tát nếu chẳng có thể thấy nghe đồng tùng biên chém thủ trì cung giang được kinh pháp hoa này phải biết người đó chưa khéo tu đạo bồ tát nếu có người được nghe kinh điển này mới là hay khéo tu đạo bồ tát có chung chung nào cầu vân đạo hoàng thay hoàng nghe kinh pháp hoa này nghe trong kinh hiệu thủ trì nên biết đó được gần đạo vô thường chính đẳng chính gia vừa vương thí như con người cảnh tìm nương ở nơi gò cao kia coi đào tìm đó vân tay đất cô biến rằng nước còn tan ra công đào không thôi lần thấy đằng ước rồi lần thấy đến bùng tâm người đó quyết chắc biết rằng nước ăn gần bồ tát cùng là như thế nếu chưa nghe chưa hiểu chưa có thể tu tầm kinh pháp hoa này phải biết người đó cánh đạo vô thường chánh đang chánh giả còn xa nếu được nghe hiểu suy gắn tu tâm kinh này thời chẳng biết được gần vô thường chính đáng chính giá vì sao vì đạo vô thường chính đáng chính giác của bồ tát đều thuộc kinh này mở môn phương tiện bày tướng chân thần tạng kinh pháp hoa này xa kính nhìn sau không có người đến được mấy phân vì giao hoa để thành tự bồ tát mà chỉ bày cho vừa phương nếu có bồ tát nghe kinh pháp hoa này mà kính ni sơ sệt phải biết đó là bồ tát mới phán tâm nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà kính ni sơ sệt phải biết đó là hàng tăng thượng mạng vừa phương nếu có người thiện nam người thiện nữ nào sau khi đứng Như Lai diệt đồ muốn vì hàng bốn
ngồi tòa Như Lai rồi mới nên vì bốn chúng mà rộng nói kinh này. Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với trong tất cả chúng sinh. Y Như Lai chính là lòng nhu hòa nhẫn nhục. Tòa Như Lai chính là Nhật Thiết Pháp Tông. Ăn trụ trong đây sao rồi dùng tâm không biến trễ vì trang Bồ Tát và bổn chúng rộng nói kinh Pháp Hoa này vừa vương bây giờ ta ở nước cá sai hàng hóa nhân làm chúng nhóm nghe Pháp của người đông. Ta cùng sai hóa tỳ kheo tỳ kheo ni ưu và tăng Bà Di nghe người đó nói Pháp các người biên hóa đó nghe Pháp tinh nhân thuần theo không hề trái nếu người nói Pháp ở chỗ vắng vẻ ta liền sai nhiều trời rồng quỷ thần. Càng khác Bà Tu La vẫn vẫn nghe người đó nói Pháp ta giàu ở nước khác nhưng luôn luôn khiến người nói Pháp đó được thấy thân ta nếu ở trong kinh này quên mất câu lôi ta lại vì nói cho đó đường đầy đủ. Bây giờ đừng thế tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng muốn bỏ tính biến lời nên phải nghe kinh này. Kinh này có được nghe người tin nhận cũng khó như người khác cần nướng soi đạo nơi gò cao. Vần thay đấng khô rao biết cách nước còn xa lần thay đất hướng buồn quyết chắc biết gần nước vừa vương ông nên biết ca người như thế đó chẳng nghe kinh Pháp Hoa canh trì vẫn răng xa nếu nghe kinh sau này. Quyết rõ Pháp thanh văn đây là vua các kinh nghe xong suy gầm kỳ phải biến rằng người đó gần nơi trí tuệ Phật. Nếu người nói kinh này nên vào nhà Như Lai mặc y của Như Lai mà ngồi tòa Như Lai ở trong chúng không trần. Rộng vì người dạy nói từ bi lớn làm nhà ý nhu hòa nhẫn nhục ca pháp không làm tòa ở đó vì người nói nếu lúc nói kinh này có người lời ác mắng dao gậy ngoài đa đánh như phần nên phải nhìn ta trong muôn ngưng coi hiện thân sanh bệnh chẳng trái vô lượng ứng kiếm vì chúng sinh nói pháp sau khi ta dìa đồ nếu hay nói kinh này ta sai hóa từ chúng tùy kéo tùy theo đi. Và nam nữ thanh tình cúng dạng nơi Pháp sư dần dần cán chúng sinh nhóm đó kiến nghe Pháp nếu người muốn làm hại giáo gây cùng ngôi đa thời kiến người biên hoa giữ gìn cho người đó. Nếu người nói Pháp Hoa ở riêng nơi vắng về lặng lẽ không tiếng người đồng cùng kinh điển này bây giờ ta vì hiện thân thanh tình sang suốt nếu quên mất chương cố về nói kiến thông thuần. Nếu người đủ đứng này hoặc vì bốn chúng nói chỗ văn đồng tụng kinh đều được thấy thân ta nếu người ở chỗ văn ta sai trời lòng vương và xóa quý thần thay vì làm chúng nghe pháp người đó ưa nói pháp. Phân dài công trở ngài nhờ các phân hồ niệm hay kiến
đại chúng mừng, nếu ai gần pháp